Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường, chuyên bất động sản khu vực phía nam của Sài Gòn. Hãy truy cập thêm vào trang web bất động sản tường liên.com để xem thêm, tìm hiểu thêm những căn nhà mà bên Tường đang bán nha. Và ngày hôm nay thì Tường sẽ giới thiệu hai căn nhà tại thị trấn Nhà Bè thuộc tuyến đường Quỳnh Thị Đồng, ngày xưa là 1979 Quỳnh Tấn Phát, thuộc thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Và hai căn nhà này với diện tích là chiều ngang 4m, chiều dài là 15m, kết cấu 2 tầng lầu và 1 sân thượng. Căn nhà mới, đẹp, sang trọng với giá là 7 tỷ 750 triệu vẫn còn thương lượng. Hướng của căn nhà là hướng đông về mặt pháp lý. Mọi người yên tâm, sổ hồng riêng, hoàn công các tầng lầu đầy đủ, có hỗ trợ thêm vay vốn của ngân hàng nữa nha. Và cách mặt tiền Quỳnh Thị Đồng chỉ 50m thôi, và cách phòng công chứng toàn cầu chỉ dài bước chân, rất là gần. Vị trí đẹp, đường xe hơi, và hãy cùng Tường tham quan ngày hôm nay. Vị trí của căn nhà Tường mang đến với mọi người là một tuyến đường cục nên an ninh, yên tĩnh, và con đường ở phía trước với độ rộng là 6m, hai xe hơi di chuyển cũng như là tránh nhau tương đối là thoải mái. Và đường Quỳnh Thị Đồng là ở ngay phía trước đây, cách nhà của chúng ta chỉ khoảng là 50m, rất là gần. Và phòng công chứng toàn cầu thì ngay góc của tuyến đường này, và đường Quỳnh Thị Đồng ở đằng kia. Và căn nhà Tường mang đến với mọi người là ở ngay phía trước đây, là hai căn nhà một cặp nha. Với diện tích của mỗi căn là chiều ngang 4m và chiều dài 15m. Với hai căn nhà này thì mọi người thấy được thiết kế sang trọng, hiện đại, với cái tông màu sáng đẹp, màu giống như là cà phê sữa, gồm có một trệt phía dưới, và bên trên chúng ta có hai lầu và một sân thượng. Căn nhà được gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh, tạo cho một cái cảm giác mát mẻ, một bầu không khí trong lành. Và phía bên ngoài thì có một lớp cửa cuốn và bộ cửa sắt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia chủ. Nền ở phía dưới thì mọi người thấy nền cao, sạch sẽ, không gian ở thì yên tĩnh, trong lành. Thì Tường sẽ giới thiệu một trong hai căn. Về nội thất thì được thiết kế giống như nhau, hai căn nhà này không khác gì hết. Rất là thích hợp cho gia đình nào mà thích ở gần với nhau, hoặc là hai anh em, hai chị em, hoặc là cha muốn ở gần con muốn ở gần cha mẹ. Tường sẽ tiến vào không gian bên trong để cho mọi người tham quan và tìm hiểu thật là chi tiết. Đầu tiên là Tường sẽ giới thiệu cái khoảng phòng khách. Thì mọi người thấy với phòng khách mà rộng nè, rồi trần cao được thiết kế sáng, đẹp, và nền ở phía dưới thì cũng làm màu gạch bóng, tạo cho căn nhà thêm sáng. Và trần ở bên trên thì cũng được làm hoa văn họa tiết, tuy mà đơn giản nhưng mà Tường thấy rất là bắt mắt và đẹp. Khoảng phòng khách thì chúng ta có một bộ sofa dài hướng qua tivi. Bộ sofa này Tường thấy có thể ngồi được khoảng 5 người, 6 người, và có một chiếc võng lung đưa nữa nè, rất là đã. Và kệ tivi thì cũng được treo nha, được thiết kế treo để tiết kiệm cái không gian và diện tích của căn nhà. Chúng ta sẽ cảm thấy là rộng hơn một chút. Rồi tiến sâu vào bên trong thì cầu thang nè được ốp sát vào bên tay trái. Về không gian bếp thì Tường thấy sáng, rộng, với cái tông màu sử dụng chủ đạo là màu trắng sáng. Và tường ở bên trong thì cũng được ốp kính để tạo cho cái cảm giác là rộng hơn. Với bộ bàn ăn gồm 6 ghế, mặt thì cũng được sử dụng mặt đá với tông màu trắng nữa nè, làm cho bữa ăn thêm ngon miệng hơn. Và không gian bếp thì cũng được sử dụng bồn rửa đôi nè, rộng rãi. Và bếp chúng ta có thể để đặt ngay ở vị trí này, có thể sử dụng bếp nổi hoặc là bếp âm, tùy vào nhu cầu của gia chủ. Tủ ở phía trên thì chúng ta có hai lớp tủ. Rồi còn ở phía sau đây thì chúng ta có một cái không gian giếng trời ở bên trên và nhà vệ sinh ở bên dưới. Đây là giếng trời để tạo cho căn nhà chúng ta thêm cái độ thông thoáng. Và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía sau, nên cảm giác chúng ta sẽ có một cái không gian lịch sự, không gây mùi. Ở vị trí lầu 1 thì Tường thấy gia chủ thiết kế gồm có 2 phòng.
Tường sẽ quẹo qua hướng bên tay phải trước nha. Về phòng đầu tiên á, thì cửa chúng ta sử dụng cửa gỗ với tông màu trắng. Còn nhà vệ sinh á, thì cũng được thiết kế ngay ở vị trí trong phòng, tạo cho một cái cảm giác là riêng tư, thoải mái. Nhà vệ sinh á, thì cũng được làm rất là sang, ốp tường cao, sạch sẽ với cái tông màu vàng, tạo cho cái cảm giác sang trọng và quý phái hơn. Với diện tích của phòng này thì Tường thấy độ khoảng là 30 m². Chúng ta có ban công ở phía trước nè, rồi giường đầy đủ nội thất. Điều đặc biệt là không có cửa sổ, nhưng mà có một cái cửa kính với cái tầm nhìn lớn. Bây giờ Tường sẽ mở cửa ban công nha. Rồi ở phía trước thì ban công làm rất là rộng, và ở phía trên thì cũng tận dụng thêm cái phần mái ở phía trước để chúng ta có một chỗ để ngồi uống trà hoặc là đọc sách và trồng thêm một số loại cây xanh. Quay trở lại với căn nhà thì bây giờ Tường sẽ giới thiệu với mọi người ở vị trí căn phòng thứ hai. Về tủ quần áo nè, Tường thấy làm rất là lớn, đủ công năng và đủ nhu cầu để gia chủ sử dụng. Về phòng thứ hai á, thì Tường thấy hơi nhỏ hơn một chút xíu. Tường nghĩ làm phòng đơn hoặc là làm phòng cho con cái thì rất là thích hợp. Nhà vệ sinh thì cũng làm đẹp, sáng, không có gì mà để chê luôn. Có giường nè, có tủ quần áo đồ đầy đủ. Tuy hơi nhỏ nhưng mà vẫn đủ công năng để sử dụng. Chúng ta có cửa sổ ở phía sau, tới tận 2 cửa sổ lận. Ở vị trí lầu số 2 này á, thì Tường sẽ tham quan phòng ở phía sau trước. Căn phòng này á, thì Tường nghĩ dành cho bé trai nè, thì cái màu nó sẽ nam tính hơn. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế bên trong, mọi người thấy đẹp và sạch sẽ, đầy đủ công năng để sử dụng hết mọi người ạ, không thiếu món nào hết nha. Và cửa sổ ở phía sau nữa, chúng ta có tủ quần áo nhỏ và một cái kệ tivi. Còn phòng ở phía trước thì chắc chắn là rộng rồi. Đây, giống như phòng ở phía dưới. Phòng nào cũng đẹp và rộng, thoải mái lắm. Cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất bên trong, mới hoàn toàn và không cần phải sắm thêm món đồ nào nữa hết. Và đây là ban công ở phía trước. Phòng ở đây thì chúng ta sẽ không sử dụng cửa sổ mà sử dụng cửa mở 4 cánh, cửa ban công dạng lớn. Và được gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh nè, với sử dụng cái màu hơi có viền vàng, tạo cho căn nhà của chúng ta thêm nổi bật hơn. Còn ở sân thượng thì chúng ta có phòng thờ, sân thượng trước và sân thượng phía sau. Và đây chính là không gian phòng thờ mà Tường muốn giới thiệu với mọi người, là ở ngay vị trí này đây. Và đặc biệt là sân thượng ở phía trước thì Tường cũng rất là ấn tượng với gia chủ thiết kế. Mọi người thấy như thế nào? Trồng rất là nhiều cây xanh mọi người ạ, tạo cho một cái cảm giác yêu thiên nhiên, không khí trong lành, dễ chịu. Khi mà Tường bước lên sân thượng á, thì mọi người nhìn thấy gió rất là nhiều, mát lắm. Để Tường dẫn cho mọi người đi xem sân thượng ở phía sau. Thường thường sân thượng ở phía sau á, thì chúng ta sẽ làm nơi giặt đồ. Chúng ta có cửa sổ ở bên trong nữa nè. Căn nhà này tận dụng tất cả các diện tích. Đây là sân thượng ở phía sau, cực kỳ rộng mọi người ạ. Chúng ta sẽ giặt đồ và phơi đồ ở vị trí này. Và khung sắt bảo vệ an toàn tuyệt đối đã được gia chủ làm hết rồi. Mọi người hoàn toàn yên tâm khi mà về sở hữu căn nhà này. Về bồn ở phía bên trên thì cũng được sử dụng bồn 1.000 lít và năng lượng mặt trời. Căn nhà này được gia chủ bán với giá là 7 tỷ 750 triệu, vẫn còn thương lượng. Mọi thông tin và thắc mắc hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường, để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.